cho anh em nhá. Đang chuẩn bị dán cho anh trai hai chữ này, Gold và Hyundai. Anh dán vào đây, dán vào mặt này và bên này đấy. Ngày xưa của nó là chữ Hyundai và Thaco, nhưng mà bây giờ anh em bỏ, anh em dùng chữ Gold và Hyundai thì nó đẹp hơn các bạn ạ. Nó đúng với đời xe bây giờ luôn. Đây các bạn này, xe anh trai vừa sơn xong rồi. Đấy, rất đẹp các bạn nhá. Giờ mình lại dán rồi, bây giờ quay cho các bạn xem. Cái này thì nó sẽ là băng dính hai mặt thôi, các bạn chỉ việc bỏ ra thôi. Các bạn đây này, các bạn bỏ như này này. Đấy, nghe thấy không? Các bạn bỏ ra và các bạn bóc ra, các bạn dán vào đây thôi là xong các bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. Đấy, sau khi dán xong vào đây thì các bạn chỉ việc bóc cái ly lông ra thôi. Đấy, gôn các bạn nhá. Bên này chữ Hyundai. Đấy, ok luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, xong các bạn nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy nổi hơi đâu. Anh có cho cái kiếm luôn không? Cho kiếm nhọn đầu không? Kiếm vẫn chưa hay cả. Chưa dán này, chưa dán. Rồi là cho anh dán rồi nhờ. Rồi, ok. Đấy, xong nha các bạn nhá. Dạ. Ôm anh vừa anh. Em còn đây. Đây, sau khi lắp xong thì lắp luôn cho anh trai cái ốp cần gần mưa các bạn đây. Ôm nhỏ này các bạn hay bị rơi này, anh em hỏng cái lắp này ủng hộ mình nhá. Rất nhiều anh em hỏng cái lắp nhỏ này. Đẹp luôn. Rất nhiều anh em mất cái này các bạn ạ. Cái này cái lắp nhỏ cần gần mưa này, rất nhiều anh em mất. Nhà mình rất sẵn cái này nhá. Anh em nào hỏng anh em cứ qua ủng hộ mình nhá. Đấy, xe của anh trai. Anh sơn hết cả xe luôn à? Anh sơn hết cả xe luôn à? Anh trai là khách quen ruột luôn các bạn, anh ruột nhà mình luôn, cảm ơn anh rất là nhiều luôn.